Chào tất cả mọi người đã quay lại kênh Biết Đâu Được. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một tựa game di động mới với đồ họa tuyệt đẹp, đó là Fate Fantasy 3D. Khi đến với game này, bạn sẽ trở thành một nhà lãnh đạo. Bạn có thể mở rộng và khám phá thế giới chưa biết trong 10 thành phố trên bản đồ thế giới để có được danh dự nhiều hơn. Với tư cách là một chiến binh, bạn có thể tăng cường sức mạnh của mình như tăng cường vũ khí, nâng cấp thiết bị, tiến hóa cánh và tiến lên thú cưỡi. Chiến đấu với bạn bè của bạn nếu tạo liên minh của mình. Bạn sẽ kết bạn với những người chơi từ khắp nơi trên thế giới. Sau khi thử thách thành công trong giải đấu, bạn cũng có thể tìm thấy người bạn tâm giao của mình trong trò chơi. Và một đám cưới lãng mạn cũng có thể diễn ra. Vậy còn ngại gì mà không tải ngay Fate Fantasy 3D và trải nghiệm nó đi nào? Link trò chơi Fate Fantasy 3D mình sẽ để dưới phần mô tả và comment nha. Okay. Am I still smurfing this? Please? I am? I can't teach anyone how to die, bro. Okay, I got ignited and exhausted here, so... Oh my goodness gracious! You think that's stopping me? You think that's stopping the fucking bear? You think that's stopping me? I told you! A little bit of reason of my life's come. They don't fuck all my shit, pussy! You can't fuck with me!
flash, right? Kid flash, kid flash. Fine. Not trolling. I'm so... Don't, guys. Okay, that champion is actually Riot Games, you guys are some stupid ass motherfuckers. You guys are. They say you're gonna go home, but you can't stay here. It really happens really hard. I miss so much though. This. Oh, what did you do? Yeah. Turbo, I say.